Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xuê. Xuân này tôi chúc cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba xa. Vì năm cũng chung mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia. Mừng mùa xuân sang, ta hát vang rộn ràng nơi nơi. Tớ quê hương đẹp tươi đất trời, miền Tây ơi ngất ngây tuyệt vời. Hứa nghe em năm nay mình bên nhau, má ba hai nhà miền làm xuôi giá. Tình mình như hoa tô thắm xuân đậm đà thêm xuân, đồng lòng chung miệt tây quý chung vẹn đình. Mùa xuân sang tết vui thanh bình, mùa xuân sang tết vui thanh bình. Trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, chúc các thành viên của chúng ta sinh nhật thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực của mình. Quý vị và bạn, kính chúc toàn thể tất cả quý vị chúng ta dùng tiền thật là ngon miệng, và khi ra về được nhiều thưởng lành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều. Lên nào, cổ lên rồi, vỗ tay rồi, đó có ai hương tình Thánh Ngọc nha quý vị. Kết lòng nhiều bao nhiêu cũng được, đó quý vị ơi, hương tình Thánh Ngọc. Ủng hộ những cành bông lên cho Thánh Ngọc rồi có tinh thần nha, nhẹ nhàng một chiếc xe này vững vàng. Cũng xin chúc cho tất cả quý vị mình năm nay làm ăn cho được phát tài, và cầu nguyện cho mọi người được hai chữ bình an, mà càng ngày được phú quý giàu sang, sống như trăm tuổi. Đó như một chiếc xe gắn máy, Thánh Ngọc sẽ được những ngày trên đầu của mình. Dạ con xin cảm ơn cô đã được tặng thưởng chiếc lệ cho con một cành bông. Cảm ơn nhiều ạ. Cho mẹ tặng cho cái đẹp Thánh Ngọc 2 triệu, còn thiếu chữ 8, chúc mẹ cho sao. Rồi cho mình số xe đi 71 4164. Rồi xí xong lại tặng chiếc xe luôn. Tặng chiếc xe luôn. Trả về Tiền Giang. Cho một lần nữa xin mời ba người đàn ông còn trong trắng à. Anh nào còn trong trắng không? Ba người đàn ông đẹp trai còn nguyên si đàng hoàng, xin bước lên sân khấu và thêm một chiếc xe này lên cho người đẹp nữ thần Thánh Ngọc xí. Xin mời anh còn trong trắng này hả? Lên đây em cảm ơn chút xíu này. Anh nói nghe là anh em mượn ba em của anh lên ngay dùm. Không có ba người kia dùm thôi, đâu có chấp lên được không? Kia cái dùm đi. Dạ trời ơi, nghệ sĩ nổi tiếng mà cũng dẫn lên ủng hộ kia, vỗ tay lên. Trời ơi, hồ minh đương nghệ sĩ rất là dễ thương và dẫn ủng hộ luôn khi cho người đẹp Thánh Ngọc. Năm người mới nào? Đắc ơi, năm người kia một thiểu quân thò. Rồi đây nó đẹp trai không nè, tao là đẹp. Lên rồi, chưa lên, chưa lên nha, chưa mấy anh đọc anh đừng có cầm cái điểm số nha, nó đẩy nha. Chưa kiếm một người trên trước nữa. Người nữa chưa có thế đỡ lên, nhìn chưa có. À, có này là có này, đây có rồi. Rồi cầm cho cái phụ á, anh bỏ cầm đứng cầm cái này. Thôi đừng nắm cái này không có thế. Nắm ở dưới cái tự cái chân đó. Rồi kinh đi. Đó, đừng kinh cái đó đâu có gì. Rồi xin mời mấy anh cầm nửa tiếng đi, rồi em nhìn đội. Rồi giờ mấy anh ơi đỡ lên cho đồng giùm em ha. Rồi chút xíu nữa đứng lại ngay tại chỗ. Chừng nào khách nhau thôi lấy số, tại không nhà nhau lấy số. Còn không chủ quyền hiện trường giùm em.
Sao Lương Khánh Ngọc buông ra giùm em. Sao Lương Khánh Ngọc, rồi buông ra hết giùm em. Rồi tụi anh đứng lên ngay tại chỗ, đứng giữ nguyên hiện trường. Và vỗ tay lên, khánh lại tinh thần, chờ Khánh Ngọc. Đổ một người đàn bà, hai con chuột quá trời quá đất. Bà nào? Hay quá, một con gái rất là dễ thương. Rồi một chương trình cuối cùng mà ám với em kia vậy. Năm chàng trai rất là đẹp trai đã khiêng một chiếc xe lên, rất là dễ thương. Hey, yo. Rồi, và một chương trình nghệ thuật như thế này, quý bà bác nên có tặng thưởng những cái thông tin thương dán cho chiếc xe cho nó nhẹ lại. Chị Đồng Khánh Ngọc, một chương trình sức nặng. Đó, quay luôn, vỗ tay lên. Quá. Đó, rồi. Quá. Rồi, cảm ơn anh Hưng ủng hộ cho một trái lựu đạn, quăng lên đổ cho hai cặp chú đi cho rồi đi. Rồi, cố lên nào. Rồi, không giờ xoay. Thưởng. Rồi, chị đã thưởng em ra cho nhà hai thì chị đó, được lợi còn cái xe năm, đó, thương. Có sương sức gì, tao thấy không có vui. Cả 5 phút đỉnh điểm, 5 phút là vỗ tay lên, vỗ tay lên. Yeah. Ôi, hay quá. Đây là 500 thì kia mới tặng, thiếu 450. Và một chương trình nặng nề như thế này, Khánh Ngọc không những đội rất là lâu mà xây thật là đều vòng, và còn xây một vòng, hai vòng, ba vòng. Với một chương trình nặng nề, rồi xuống giùm em anh ơi. Rồi xuống lên anh Cương. Đó, xong rồi xuống rồi khám cho luôn chị anh. Dữ không anh? Dữ không? Dữ không? Dữ không chị em? Vỗ tay lên! Xứng đáng không anh? Xứng đáng không? Vỗ tay lên một lần nữa cho Khánh Ngọc cái gì ơi? Quá hay! Chị xong tặng đi chị! Xong tặng bạn! Dữ không? Cho một tiết mục rất là thành công quý vị! Một bộ xiếc táo bạo, công phu, điêu luyện nhân gian, vui đẹp, Khánh Ngọc đã dùng một sức lực của mình trên con đường nghệ thuật. Và cái gì mà đã được thành công. Vâng, một năm nữa thì cái gì mà đã đến cho buổi tiệc của anh Hương. Và có những tiết mục rất là hay vui chào đón quý vị mình. Và bây giờ các chị mình cho một tràng vỗ tay thật lớn lên đi nào. Vỗ tay lên hơn, đúng rồi. Hay quá, đẹp chữ ký quá ta. Và một chương trình xấu số xin được phép bắt đầu. Nghe nè, đoạn đi, đoạn nó hay hơn. Xin được phép bắt đầu. Chào mừng là một chị mình bên dưới hai chữ đi đi cho mình những tấm vé với những con số trúng thưởng nhân gian. Chào bây giờ những con số tôi kêu ra những con thai con dè và những chất độc ngày xưa. Cảm ơn quý vị có ghé bên đây mà tôi sang quý vị mở thưởng và kêu ạ. Sống thì đặt xuống thì đây ba chị này ha. Ba chị đây ba chị đây ba chị này ha. Ba chị đây ba chị đây ba chị đây nhá, trước mắt con chỉ đưa hai đứa hai đầu da trầm mùa cá chăn mùa đê đẹp lắm chân cứ đông như trường sơn tây 37 trường sơn tây đò đưa đò đẩy anh đẩy đi anh 37 37 à, 37. Rồi, có 4 đồng giải mặc bộ đồ trắng bên trong đó đồng giải có số 37. Rồi, lên đi bố ơi. 37. Con số 37 quý vị. Phải 37 không? Rồi, 37 lên đây, lên đây anh ơi. Anh ơi, có thèm thùng gì đâu mà anh không dám mà lớn. Na 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 đồ một chai đồ nước ngoài tây phương nó dễ thương nha nước ngoài hàng chất lượng cao này này. Rồi xin mời anh xuống dưới anh đã sẵn sàng rồi trời ơi thấy không về rồi nha anh ơi tại sao về em anh ơi tại sao tao rồi xin cảm ơn anh ơi cho một lần nữa cái chị mình là có thể biết được đây là từ sáng mở cửa. Sức gì đây? Sức gì đây? Sức gì đây? Sức gì đây? Sức gì đi cô ba gì đây?
con ba gì đây, con ba gì đây, dù sẽ giăng năm về lòng em đi giăng nhớ hoài sao em nào cũng nói nên câu lòng em đang nắng tàn nha đâu ba đến nước tàu anh lòng anh lòng kia tôi nắng tàn nắng tàn nắng tàn nắng đời của ai ba mươi hai ba mươi hai ba mươi hai nắng tàn nắng tàn nắng tàn nắng tàn cuộc đời của em mà nắng tàn nắng tàn ý được ý được ba mươi hai nhậu ra đó tao đi chị ở dễ thương quá đeo một sợi mặc áo một sòn nha một sòn quá trời tao đi chị chắc 18 tuổi quá tuổi gì ở 50 tuổi 18 mà cho em thấy đường tại em gắn ba cặp bông mi nhé chị em cứ thấy đường chị tuổi 18 tuổi mà rồi xin ra nhận mặt hàng từ ban tổ chức tấm gương cho tân thần chị trì xin chân thành cảm ơn rất là nhiều xin mời chị bước phải đó về ăn tiếp tục vui vẻ đón xem một chương trình bốc thăm trúng thưởng từ ban tổ chức ngày mai nắng dậy tìm ba rồi mà phần buồn là nơi đã buồn bước chân vui thật vui nắm tay ta về một trời tên nhé cuộc sống gì đang sống gì đây xuống gì đây tớ là tôi vô và cái chị mình bên dưới đang bỏ tấm phiếu quý vị để ban tổ chức chúng tôi giờ là những con số có hợp lệ hay không để trao hàng tặng thưởng cho chị gái. Chị ơi lên đây đi chị, bước lên chị, chị đẹp quá hà, chị ăn gì chị đẹp dữ vậy chị, đẹp gan tỷ chị luôn đó, con mèo tươi quá, đoạt giải hai đầu tặng rồi bắt tay chị đó luôn ha, bắt tay đi, rồi chị tên gì chị? Chị tên gì? Em hả nhà chị đâu? Dạ, em hả? Trời hơn nữa trời rồi hả? Em hung cái đi, hung cái đi, xin được đi. Trời ơi, không biết đâu, đâu, đâu. Cái này là công chính của số 10. Là cái chào. Ôi, nhận quà rồi. Dạ thôi, nó lỡ tặng quà rồi. Trời ơi, kỳ quá. Em, nó nghe nè. Em tưởng lên số 10. Chạm cái ghép nó vô vòng trong đi. Kỳ cục quá. Nó lỡ tặng rồi. Rồi chưa tiếp là gì? Đừng giận em nha,
nổi đau đời quá nhiều giá dối. Em trong chuyến tiền nên bán rồi quý chung đạo lý mong chung tiền mới cùng đơn rồi hết trơn hết rồi một bài dạ.